Một chiếc gọng kính quốc dân đeo phát vào có nghi luôn. Một chiếc kính giá chỉ bằng một bát phở thôi nha. Gọng được làm bằng nhựa cứng, rất dày dặn mà đeo không bị nặng. Trong kính nhựa không phân cực mà còn chống được cả tia UV nữa. Khung kính vuông có logo hai bên càng chữ V và chữ in trong càng màu vàng. Trước khi đeo, nhớ vệ sinh bằng khăn lau và nước xịt kính. Khớp nối làm bằng sắt, rất chắc chắn và trơn tru. Thử độ bền của kính xem sao. May mà không gãy. Kính đeo vừa in luôn. Đeo em này vào, nhìn vừa có học và chắc chắn sẽ có người yêu luôn nha.